匆匆，让花儿女也多情。Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiểu Long Du Ký. Và hôm nay thì các bạn biết đấy, thì Long đang có mặt tại trong TLT, ải cuối cùng của TLT, và là một trong những phó bản và kiếm kinh nghiệm miễn phí và hàng đầu của trong các loại phó bản của Võ Lâm 2. Hôm nay thì Long đi ké các bạn, đi ké bạn anh Phá Game, một trong những anh chàng rất là đẹp trai đến từ Made in Việt Nam và với dòng văn sức cấp 1 Hoàn Mỹ. Với set Hào Hiệp cộng 7 và đã khảm và đục đá hết rồi. Bao tay cực chất Hào Hiệp Hào Hiệp bút vô hạ. Cái bút rất là ngon, cộng 14 đàm ngoại công 10k04. Trời ơi, đâu xem nào, phải không nhỉ, 1k04 40, gọi là 1k tròn, trên 1k một tí. Vâng, đàm rất là khủng. Vâng, anh em đang cùng nhau vượt phó bản, mục đích để lấy kinh nghiệm các bạn, lấy kinh nghiệm để cày cấp miễn phí. Và đây là một trong những phó bản mà các VIP thường xuyên hay đi, và Long cũng có mặt tại đây. Vâng, hôm nay thì Long không phải đi một mình, rất là vui. Tốt nhất là anh em các bạn trong game Võ Lâm 2 thường thường là chơi với nhau, lập một cái tem đi miễn phí. Thứ nhất là đi miễn phí, thứ hai là có bạn bè cùng chơi cho nó vui. Chứ đi một mình thì cũng được thôi, nhưng mà rất là vất vả. Thì đi cái này thì chủ yếu là Minh Giáo, là một trong những anh hàng đầu tiên phong các bạn. Hàng đầu tiên phong và giết boss cực chuẩn, cực khủng, đam với rất là cao luôn. Và kinh nghiệm rất là nhiều, ải 1 với là 15k, 15 triệu kinh nghiệm. Ải 2 là 17 triệu 500 kinh nghiệm. Ải thứ 3 là 22 triệu kinh nghiệm. Và nói chung là rất là cao và miễn phí. Đi chỉ mất tinh lực thôi các bạn, chứ không liên quan vàng vùng gì cả. Cấp 80 thì chúng ta có thể đi được. Anh em nhớ chịu khó nhé, nhớ chịu khó đi hàng ngày. Vâng, Long cũng đang chịu khó đi cày cấp miễn phí các bạn. Đi cái này thì anh em chịu khó đầu tư một em Minh Giáo như thế này, là đi một mình rất là ok và tuyệt vời. Với mật tịch tinh cấp điểm vô cụ 130, ngũ đinh tán, sát thương tăng 8%. Vâng, đây là một trong những con bét phòng ngự này, phòng ngự này tiếp này, cả tốc độ xuất chiêu, nói chung là rất là ngon. Mà có dòng thêm nội ngoại công tăng 10% là rất là tuyệt vời. Nếu mà đi phó bản chúng ta chỉ cần dòng nội ngoại tăng 10 là đam rất là cao. Đấy, chủ yếu là Minh Giáo đánh boss thôi. Còn Long chủ yếu là leve, đánh mấy em tiểu yêu. Vâng, đây là một Minh Giáo tài sinh 9 cấp 94. Không biết là bạn có dự định lên tài sinh 10 về cấp 10 hay không. Vì lên cấp 10 lên cấp 10 thì nó sẽ về cấp 10 như một số trong nhận thưởng uy hổ lệnh, nó có thông báo như thế. Trên trang chủ Võ Lâm nó cũng thông báo như vậy. Về cấp 10 thì chúng ta cày thì chúng ta có thể là lăng là ăn 11 trồng cây. Không đi phó bản được các bạn. Cấp 10 thì không thể đi phó bản được. Chỉ nên cấp 80 thì chúng ta mới đi được. Còn cấp 7X thì chúng ta có thể đi thái hư được. Bắt buộc các VIP muốn lên cấp nhanh phải ăn max event để cho vượt qua cấp 80 rồi chúng ta lại tiếp tục cày. Vâng, đây chúng ta đã bước ra ải thứ 4 rồi. Vâng, anh em nào muốn chơi miễn phí nhá thì hãy cày TLT. Và ngày nào Long cũng có cũng đi TLT. Có lúc Long úp, có lúc Long lại không úp. Nhưng mà ngày nào Long cũng đi chăm chỉ. Các bạn nhìn này, Long cấp 94.
sắp sửa lên 80-79%, gọi là 80 đi. Long chỉ còn 20% nữa thôi là Long sẽ đạt được cấp 95 và đủ mốc tái sinh 10, trở về cấp 10. Đấy. Trong quá trình ra làm rất là vất vả. Mặc dù app của Long đã rất là cùi nhưng mà Long chủ yếu là vui chơi giải trí là chính thôi. Đây là Long không cày, không mất tiền, không mất xu. Vì thế mà Long chịu khó đi. Bây giờ Long rất là bận. Mỗi tối hàng ngày thì Long có tranh thủ like và làm nhiệm vụ thường xuyên. Mặc dù rất là bận nhá, Long vẫn làm nhiệm vụ thường xuyên luôn, chứ không phải là Long bỏ. Ui ui ui, đây. Đấy, Long bận đến cỡ mấy thì Long phải bố trí thời gian sao cho hợp lý để mình cày điểm năng động. Bây giờ Long đã được 13k6 điểm năng động và chưa ăn một cái thiên kim loại nào cả. Long sẽ tính toán làm sao cho đủ 27k điểm năng động để đạt được cái mốc mà cái gì nhỉ, cái mốc gì nhỉ, quên rồi, cái mốc mà đúng rồi, cái mũ mốc mũ ẩm huyết các bạn, mũ ẩm huyết đấy. Long cố gắng sẽ chiếm được, nói chung là kiếm được cái mũ ẩm huyết với 800 thiên quân lệnh. Còn các bạn thì sao? Các bạn bạn ấy bảo bạn ấy có đá ba hai anh em mà các ác phụ của bạn ấy chưa nhận hết, của chỉ có hai anh em thì bạn ấy được. Vâng, quá là hên. Nói chung là cái này hên xui không quan trọng, chỉ là anh em đi cùng nhau cho nó vui thôi. Vâng, bạn đang cười à? Cái mồm cười nhỉ, nhe cái răng đó mà, nhe cái răng à, mình xịt. Nói chung là không sao anh em mà, kể cả đá 4 bạn ấy được thì mình cũng rất là vui. Vâng, chúng ta đã vượt qua một ải rồi, lại vào ải tiếp theo. Đấy, rất là nhanh. Bạn ấy ác của bạn đấy là đã mở kim xà 4 hết rồi. Và đam Long nghĩ là cũng phải trên 12k có búp. Long xem nào, kiểm tra lại đồ đạc mà. Với cái ác như này, đam khủng như này và bao tay ngon như này thì Long nghĩ rằng là mật tịch tiến cấp như này, đam chắc chắn là trên 12k có búp. Và 8k5 chưa búp, Long đoán vậy. Còn không biết là như thế nào. Còn các bạn thì sao? Các bạn thử đoán xem. Các bạn thử đoán xem cái ác này nếu mà chưa búp thì rơi vào tầm bao nhiêu đam ca. Long nghĩ là rất là cao đấy, so với ác của Long là nó khá cao. Ác của Long thì chưa búp có 7k5 mà chưa mở kim xà hết. Ác này Long nghĩ sẽ rơi vào 8k5 chưa búp. Vâng, đây là trận tiếp theo. Long đi thì rất là nhiều trận rồi. Long sẽ ca diệp thối cho nó nhanh. Khi lúc quyền vào đây chỉ là ca diệp thối thì nó rất là nhanh. Vâng, bạn ấy không biết Long đang quay video. Long úp video chủ yếu là giải trí vui chơi. Mong các anh em ủng hộ tinh thần chơi game thôi. Chữ ác thì cùi vãi. Trong các loại loại người mà không phải loại người mà nói chung là trong các mọi người mà úp video ấy, về Võ Lâm 2 ấy, thì có thể nói là cái kênh của Long là cùi nhất và ác nó cũng cùi nhất. Nhưng mà với tinh thần giải trí vui chơi thì Long vẫn úp để làm kỷ niệm sau này. Thì mình không chơi nữa thì là mình có một cái kênh Võ Lâm 2. Và nhìn lại thì một thời mình đã chơi để cho nó vui. Cũng như các bạn thôi. Các bạn thấy thì hay hoặc là như thế nào ấy, thì các bạn hãy ủng hộ, đăng ký, like và chia sẻ giúp nhé. Và biết đâu trong đó thì trong quá trình mà làm video thì cũng có một cũng quen biết gặp mặt một số bạn và gọi là cái thời mà niên thiếu, cái thời mà ham chơi
cũng để lại ký ức một thời. Và đây đang đang tạo ký ức để sau này nhìn lại thì mình cũng là ham chơi, mặc dù nó chả đâu vào đâu cả. Tóm lại là nó chả đâu vào đâu cả, cuối cùng là cũng trở về với hư vô. Có nghĩa là chúng ta chơi rồi một thời gian chúng ta lại chán. Chán thì chúng ta lại gác kiếm. Như kiểu một số các cao thủ chơi chán rồi, các cao thủ dừng chân gác kiếm. Mình cũng thế, cũng có một thời nào đó. Và đến một lúc nào đó thì cái ác này cũng chỉ để là kỷ niệm thôi. Mặc dù là đầu một số bạn đầu tư rất là nhiều tiền của, có khi là 10 triệu hoặc là 20 triệu hoặc là 30 triệu, có khi là đến có một số bạn đầu tư quá phim luôn, đến này trên cả 200-400 triệu. Còn mình thì cái ác này thì mình mua với giá 1.5 m và mà mình mở ít kim sa rồi, và mình cũng rơi vào mất mấy củ rồi. Nhưng mà cái củ của này thì so với mình thì mình kiếm rất là vất vả. Mình đã đi tàng kiếm này, đi phó bản buôn bán một số đồ và mãi mới có được 1-2 triệu để mình mở kim sa. Mặc dù mở kim sa rồi nhưng mà vẫn các dòng ập của nó vẫn chưa được ngon. Nhưng không sao, đấy là chỉ là game. Và càng không VIP thì mình càng cố gắng để chơi cho nó vui. Vì VIP quá, có khi là VIP quá là chả biết đánh được, chả ai đánh được mình thì mình lại cảm giác là cũng nhanh chán hơn. Vì thế là mình nghĩ là mình tốt nhất là mình cũng lên cùi đi. Lên cùi để cảm giác lúc nào mình cũng phấn đấu hoặc là bằng anh bằng em cho nó vui. Thật ra là lập ra cái kênh này thì Long để làm kỷ niệm thôi, và giao lưu cùng anh em, trò chuyện cũng như là gặp anh em các vùng miền trên Tổ quốc. Đấy, hai anh em mà đang hì hụi, đây có thể nói là một trong những kỷ niệm của năm 2 rất là tuyệt vời. Đấy, chỉ có hai anh em đánh thôi, chỉ có hai anh em kết hợp để vượt qua ải TLT. Vâng, ải một trong những phó bản mà rất là lặng lề về đam, có nghĩa là một số ác VIP thì mới đi được. Đam nó phải cao cao một tí mới đi được, chứ không phải là đam nhỏ mà một đam 4K hoặc là 3-4K là đi được đâu. Nếu 3-4K vào chúng ta phải dùng một tổ đội, anh em đều tất cả đều đánh thì mới qua được. Còn đây là đam mà đã tương đối là đầy đủ, có khả năng là một mình giải quyết được. Vâng, nhớ lại ngày xưa thì là các bạn biết đấy, đi tàng kiếm, Long nhớ nhất là cái trận tàng kiếm. Cả đội đánh, ải 1 thì qua được, ải 2 cũng qua được. Đến ải 2, đầu tiên là kỷ niệm ải 2 các bạn. Ải 2 thì một dàn quái nó ra, và cái con boss to cuối cùng của ải 2 thì nó làm chậm này. Nói chung là làm chậm này, nó không làm choáng, làm chậm. Đánh hồi đấy là đồ rất là cùi, lại không có búp ngamin, nó không được mắc hẳn, nên cảm giác rất nặng nề, nó làm chậm này, xong đi rất từ này. Và xong đến ải 3 gặp lão bối, hồi đấy là mở một phát ra một lũ các gia đình hay là quái nhỏ ở trong ải thứ 4 ấy, thì nó ồ ạt nó ra khắp nơi. Ác của mình yếu quá, nó vây xung quanh mà không chống cự được và chết tươi thẳng cẳng. Mặc dù là cả đội đều đánh, cuối cùng cũng không thoát qua nổi cái ải đấy và đi về. Vâng, ấm ức mà nghĩ mãi mà không biết là làm sao để làm cách nào mà đi được. Đồ đấy hồi đấy thì đúng là đồ rất là cùi. Kể cả là đồ hồi đấy hồi Thiên Nghĩa, mình chơi thử đồ Thiên Nghĩa mà vẫn không qua được. Hồi đấy là có Võ Đăng Kiếm, và Võ Đăng Kiếm là một trong những anh đi phó bản hàng đầu. Tiếp đến sau này thì là có cả Cô Lôn, và đến bây giờ là Minh Giáo và chế ngự boss ở các ải lớn. Và đây một trong những em Minh Giáo mà cũng có hàng đam rất là khủng để đi được TNT, và với đi được một mình. Vâng, game càng ngày thì là có nghĩa là càng ngày càng là nói một cách nào khác nhỉ, thái hóa thì cũng không phải, mà nó phải là theo xu thế, nó đã theo xu thế của thời đại rồi, nó cũng theo cái game khác, nó không còn nguyên bản nữa, nó đã thay đổi về tất cả mọi mặt, đến như
thể lực này, quần áo này, phong cách này, ăn mặc này. Đấy, nó nữa thay đổi. À, thay đổi cả các phó bản luôn. Vâng, lốt trận này bạn ấy hết tinh trùng rồi và Long cũng xin. Vâng, bạn ấy đang bảo lọ ác. Vâng, hết trận này thì Long cũng xin tạm dừng video. À, nói chung là lên đây chủ yếu là gặp mặt anh em, nói chuyện cho nó vui. À, các bạn hãy like, đăng ký, ủng hộ nhé. Ôi, Long cũng còn một, Long còn một trận tinh lực nữa, còn một trận nữa. Đấy, 9479 và Long chắc chắn là sẽ tài sinh 10 các bạn. Long đủ để tài sinh 10. Cố gắng cày các bạn. Rồi lại về trở về cấp 10 rồi lại cày. Đấy, cuộc sống nó lại tiếp tục nó vòng quanh. Còn võ lâm 2 bây giờ nó già tái sinh 10, Long cũng đành bó tay chấm con. Ngày xưa nó chỉ tái sinh chưa tái sinh và đến cấp 99 là mắc rồi. Lúc đấy ai mà để cày được ác 99 là mắc đam, mắc tiềm năng. Ui ôi, rất là trâu. Và hồi đấy máu có 30k máu các bạn. 30k máu. Và đại tu, ai mà đại tu giỏi ấy, thì nó chỉ đại tu được 25k máu, rất là VIP. Bây giờ là các VIP mặc đồ VIP thì lại đại tu đến 500-600k máu liền một lúc luôn. Không thể tưởng tượng được. Nó thay đổi quá nhanh và quá phũ phàng so với những người mà không có tiền, không có tiền, không có tiền để đua theo các bạn. Một server thì bây giờ này một người thì 6-7 tem. Ngày xưa thì mỗi người một ác, hai ác, ba ác là cùng. Bây giờ là đúng là một người có cả tem. Ví dụ như bọn anh quên, sorry các bạn. Ví dụ như anh phá game, anh có một dàn tem đây. Riêng ngoài Long ra đây là nguyên tem của bạn ấy. Biết là làm sao biết tem của bạn ấy vì các ác không đánh này, chính tỏ là tem của bạn ấy hết. Và Long hôm nay Long đi ké. Đấy, nếu mà có ba ác thì đánh rất là nhanh. Vâng, bạn ấy chạy nhanh quá, mình chưa kịp mở. Tại đang ngồi tâm sự cùng các bạn. Nhiệm vụ của Long đi ải này, đi những ải này chỉ mở dương cho nó nhanh để cho bạn ấy đi vào ải cho nó nhanh thôi. Nhưng mà mình mải nó phét quá nên bạn ấy lại phải mở thay. Vâng, các bạn nhớ nhá, các bạn muốn mà không mất tiền mất xu này, các bạn muốn cách nào đi kiếm kinh nghiệm mà để nâng cấp ấy, thì đây là một trong những phó bản thích hợp nhất cho dân cày cuốc mà không mất tiền không mất xu, chỉ mất tinh lực thôi. Mà tinh lực thì ngày nào nó cũng không có các bạn, cứ cấp 90 trở lên là có 120 tinh lực đủ cho các bạn đi 6 trận. Bạn nào mà muốn đi 8 trận thì là các bạn chịu khó buổi trưa đi một, buổi sáng đi một trận hoặc là buổi trưa đi hai trận thì buổi tối tiếp tục buổi tối nữa. Tinh lực nó hồi sức khỏe các bạn, nó sẽ, chúng ta sẽ đi được mắc 8 trận. Đấy là một trong những cách đi ít tốn kém. Còn nếu mà các bạn trong quá trình chơi cày sự kiện thì các bạn nhất quyết là các bạn phải ăn thẻ tháng vào, bởi vì là các nhiệm vụ thì liên quan đến tinh lực nữa. Thì ví dụ như nhiệm vụ phó bản, nhiệm vụ cướp tiêu hoặc là nó tiêu hao một ít tinh lực, vì thế các bạn phải ăn thẻ tháng vào. Và ăn thẻ tháng vào nó sẽ hỗ trợ cho các bạn 120 điểm tinh lực tiếp theo. Và như thế tha hồ các bạn cày cuốc không sợ tốn. Còn làm sao để có tiền mua thẻ tháng thì các bạn có thể đi phó bản kiếm đồ để bán, nói chung là tiết kiệm. Còn để cày VIP thì chắc chắn là các bạn phải nạp thêm xu rồi, chứ không phải là ăn không của Vinagame được.
Ok, cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm ủng hộ video. Và video của Long ở đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ gặp nhau và video clip khác nhé. Ok, bye bye. Và hết, Long sẽ ra và Long sẽ xin dừng video tại đây.